Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Nước Mỹ tưởng niệm ngày lễ chiến sĩ trận vong trong tĩnh lặng. Thứ hai, 25 tháng 5, theo truyền thống, ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 hàng năm là ngày nghỉ lễ chiến sĩ trận vong tại Mỹ. Ba ngày nghỉ cuối tuần này cũng báo hiệu mùa hè đã đến bằng các cuộc diễu hành vinh danh các chiến sĩ tử trận, dòng người đổ về các bãi biển và nhiều cuộc tụ tập khác nhau. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ tử vong thường nhật vẫn trên mức 1.000 người, cụ thể là 1.127 người trong vòng 24 giờ qua, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins ngày 23 tháng 5 năm 2020, phần lớn những sự kiện buộc phải bị hủy bỏ. Một nỗi đau lòng cho những người dân Ironton tại bang Iowa, luôn tự hào là thành phố đầu tiên của Mỹ tổ chức một cuộc diễu hành vinh danh các cựu binh có từ năm 1868. Cuộc diễu hành hàng năm diễn ra ở thành phố này thu hút hàng chục ngàn người Mỹ. Năm nay không trống không kèn mà cũng không có đám đông, duy chỉ có vài chiếc phương tiện được lưu thông, còn du khách được mời hãy gọi ở yên trong nhà. Ở Cape Cod, ngoài khơi Boston, cuộc đưa thuyền buồm có gần 50 năm qua cũng đã bị hủy. Tại thủ đô liên bang, khu trung tâm thương mại thông thường tràn ngập hàng ngàn người đi xe máy trong ngày lễ chiến sĩ tử vong, thì hôm nay trở nên hoang vắng. Khắp nơi trên cả đất nước, các cuộc diễn hành, các chương trình hòa nhạc và những bữa tiệc nướng đông đảo ghi dấu ngày cuối tuần quan trọng này đã bị cấm. Phần lớn, các bang của Mỹ đã dỡ bỏ các phương tiện phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng vẫn cấm các cuộc tập hợp trên 10 người. Các cơ quan y tế quan ngại rằng khi các bãi biển đã được mở trở lại thì sẽ khó có thể áp dụng các quy định an toàn tại những bãi tắm đông đúc người. Mỹ thử nghiệm đại trà vaccine ngừa COVID-19. Theo hãng tin Reuters, Hoa Kỳ hiện tiến hành một chương trình thử nghiệm đại trà với nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 với sự tham gia của hơn 100.000 người tình nguyện. Các nhà nghiên cứu trong chương trình này cho biết mục tiêu là đẩy nhanh nghiên cứu để từ đây đến cuối năm có một vaccine đảm bảo an toàn và công hiệu ngừa virus corona chủng mới. Vaccine do Viện Bào chế Moderna của Mỹ phát triển cùng với Viện Y tế Quốc gia NIH sẽ là vaccine đầu tiên được thử nghiệm trong khuôn khổ chương trình này để từ tháng 7. Theo lời giám đốc NIH, tiến sĩ Francis Collins nói với Reuters, ngay sau đó sẽ đến lượt vaccine do Đại học Oxford của Anh Quốc đang phát triển cùng với tập đoàn dược phẩm AstraZeneca. Các vaccine của tập đoàn J&J, Sanofi và Merck có thể cũng sẽ được thử nghiệm vào mùa hè. Một khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, các vaccine khác có thể sẽ được thêm vào chương trình thử nghiệm. Theo dự báo của tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc gia các bệnh dị ứng và bệnh truyền nhiễm trực thuộc NIH, nói mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chúng ta có thể có một vaccine ngừa COVID-19 từ đây đến tháng 12 hoặc tháng Giêng năm 2021. Về tình hình dịch bệnh tại Hoa Kỳ, theo số liệu do Đại học Johns Hopkins công bố hôm qua, trong vòng 24 giờ đã có thêm 1.260 người chết vì virus corona, nâng tổng số ca tử vong lên đến 95.921 người trên 1,6 triệu ca nhiễm được ghi nhận cho đến nay. Trung Quốc cắt sóng BBC khi đài này đề cập đến luật an ninh Hồng Kông. Tại cuộc họp lưỡng hội vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giới thiệu dự thảo luật an ninh quốc gia gây tranh cãi áp lên Hồng Kông. Điều này được giới nhân sĩ ủng hộ dân chủ cho là một bản án tử hình. Stephen McDonnell, phóng viên BBC tại Trung Quốc, chia sẻ trên Twitter cá nhân rằng màn hình TV của ông cho thấy kênh BBC World News trở nên tối đen ngay khi phóng viên đề cập đến dự luật Hồng Kông gây tranh cãi. Không cần chỉnh lại TV đâu, màn hình BBC World TV sẽ chuyển đến trên khắp Trung Quốc đại lục mỗi khi chúng tôi đề cập đến luật an ninh quốc gia mới áp dụng tại Hồng Kông. Phóng viên McDonald viết trên Twitter và thêm rằng,
Dự luật được đề xuất hôm nay tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh chắc chắn 100% sẽ được thông qua. Tỷ lệ tử vong với bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng 0,4%. Cơ quan Y tế Liên bang Mỹ hiện đưa ra con số ước tính tốt nhất mức tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 ở ngưỡng 0,4%. Tỷ lệ này áp dụng với những bệnh nhân có triệu chứng theo The Epoch Times. Tỷ lệ này sẽ được dựa trên số người có triệu chứng tử vong vì căn bệnh theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, viết tắt là CDC. Mức tỷ lệ này không nhất thiết tương đương với số ca tử vong được báo cáo trên số trường hợp lây nhiễm được báo cáo, bởi nhiều ca lây nhiễm và tử vong không được xác nhận là COVID-19 và có một khoảng trễ thời gian nữa giữa thời điểm một người bị nhiễm bệnh và thời điểm họ tử vong, CDC cho biết thêm. Nam Mỹ là tâm dịch COVID-19 mới. Theo một cách hiểu nào đó, Nam Mỹ đã trở thành một tâm chấn mới của dịch COVID-19. Chúng tôi chứng kiến nhiều nước Nam Mỹ có số lượng ca lây bệnh ngày càng tăng. Tiến sĩ Michael Ryan, chuyên gia về các vấn đề khẩn cấp hàng đầu của WHO, nói trong một cuộc họp báo trực tuyến theo AFP. Rõ ràng có một mối lo lắng tại rất nhiều quốc gia, nhưng chắc chắn vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất hiện nay là Brazil. Brazil hiện ghi nhận hơn 20.000 ca tử vong trên tổng số hơn 300.000 ca lây nhiễm. Hai thủ lĩnh ISIS tại khu vực đã thiệt mạng trong cuộc đột kích ở Syria. Hai thủ lĩnh địa phương ở nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng đã thiệt mạng hồi đầu tuần trong một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng Syria và liên minh quân sự ở đông bắc Syria. Lực lượng liên minh cho biết hôm thứ Sáu theo Fox News, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và các lực lượng dân chủ Syria do người Kurd đứng đầu đã đột kích vào khu vực kiểm soát bởi ISIS tại tỉnh Deir ez-Zor. Hôm nay, hai thủ lĩnh ISIS đã bị tiêu diệt. Ông Trump yêu cầu mở cửa trở lại nhà thờ. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 22 tháng 5 đã gọi các nhà thờ là nơi tụ tập tín ngưỡng khác, là những nơi thiết yếu và kêu gọi thống đốc các bang cho phép mở cửa trở lại vào cuối tuần này. Ông cảnh báo sẽ thế quyền các thống đốc nếu gặp sự cản trở trong vấn đề này. Các thống đốc cần phải làm điều đúng đắn và cho phép những địa điểm thiết yếu và quan trọng liên quan đến tín ngưỡng được mở cửa trở lại ngay lập tức vào cuối tuần này, ông Trump nói trong một cuộc họp báo ngắn gọn tại Nhà Trắng. Một số thống đốc đã liệt các cửa hàng rượu và phòng khám thai là địa điểm thiết yếu, nhưng không có nhà thờ, ông nói. Điều này không đúng, vì vậy tôi cần sửa chữa sự bất công này. Tôi cho rằng nhà thờ là địa điểm thiết yếu. Dân Hồng Kông xuống đường biểu tình phản đối dự luật an ninh. Cảnh sát Hồng Kông hôm nay đã bắn nhiều phát đạn hơi cay và sử dụng một khẩu súng nước tại khu mua sắm Vịnh Causeway để trấn áp cuộc biểu tình rầm rộ. Hàng ngàn người đã xuống đường phản đối dự luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh, cho đây là một mối đe dọa đối với các quyền tự do dân chủ của người Hồng Kông và dấu chấm hết cho một mô hình một quốc gia hai chế độ tại đặc khu này, theo South China Morning Post. Trong quá trình biểu tình, một số người đã hô vang độc lập Hồng Kông, con đường duy nhất. Một số khác dương biểu ngữ phản đối chính quyền và trưng cờ Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, một số tản ra dọc các đường ở vịnh Causeway và Wan Chai. Một số thiết lập hàng rào chắn bằng lan can, tháo rời và các vật liệu khác. Trong một bài đăng trên Facebook, lực lượng cảnh sát cho biết ít nhất 120 người đã bị bắt hồi chiều, lúc 4 giờ 30. Kim Jong-un vẫn có thể ở Wonsan. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn có thể đang ở Wonsan, thành phố cảng phía đông đất nước, và không trở về Bình Nhưỡng sau khi tham dự lễ cắt băng khánh thành một nhà máy phân bón vào hồi đầu tháng. Các nguồn tin ngoại giao cho biết hôm thứ Sáu 22 tháng 5 theo Kyodo News. Tuy một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc báo cáo Kim đã tiến hành các hoạt động kiểm tra quân sự trong thời gian ở thủ phủ bang Gangwon, lý do chính xác cho sự hiện diện liên tục của Kim tại khu nghỉ mát trên bờ biển vẫn chưa được tiết lộ. Kim đã không xuất hiện trên truyền thông kể từ ngày 2 tháng 5, khi thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA thông báo những hình ảnh cho thấy Kim tham gia một buổi lễ cắt băng khánh thành một nhà máy phân bón ở Suncheon gần Bình Nhưỡng những ngày hôm trước.
Anh muốn loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này sẽ lên kế hoạch loại bỏ nhà sản xuất viễn thông Huawei của Trung Quốc khỏi mạng lưới 5G của Anh do cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến sẽ giảm dần xuống zero vào năm 2023, theo The Telegraph. Thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nghị sĩ đảng bảo thủ Job Sealy, chia sẻ với truyền thông địa phương, đây thực sự là một tin tức tốt lành. Nó cho thấy một sự đánh giá lại nghiêm túc mối quan hệ giữa chúng ta với Trung Quốc. Nói chung, bằng chứng hiện đang áp đảo cho thấy chúng ta cần một cải cách căn bản từ gốc rễ thái độ đối với Trung Quốc. Mỹ cảnh báo ngắt kết nối Australia xoay quanh thỏa thuận sáng kiến vành đai và con đường đơn phương giữa bang Victoria với Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với Sky News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo sự tham gia của bang Victoria vào dự án sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc sẽ khiến Mỹ ngắt kết nối với Úc nếu điều này tạo nên rủi ro an ninh viễn thông. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào đối với cơ sở hạ tầng viễn thông của mình, bất kỳ rủi ro nào đối với các yếu tố an ninh quốc gia trong những gì chúng tôi cần làm đối với đối tác FireEye, ông nói. Ông Pompeo cũng cho biết mình không biết chính xác bản chất của những dự án này, nhưng nếu chúng tác động xấu đến khả năng bảo vệ viễn thông cho người dân hoặc mạng lưới an ninh cho các cộng đồng quốc gia và tình báo, chúng tôi sẽ chỉ đơn giản ngắt kết nối, chúng tôi sẽ chỉ đơn giản phân tách ra. Triều Tiên, Kim Jong-un điều khiển phiên họp quân ủy trung ương thảo luận tăng cường răn đe hạt nhân. Lãnh đạo Kim Jong-un đã điều khiển phiên họp của quân ủy trung ương, trong đó thảo luận các chính sách mới để tăng cường chiến lược răn đe hạt nhân của đất nước, thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 24 tây tháng 5. Thông tin từ phía Triều Tiên đưa ra sau khi hãng Reuters vào ngày 22 tháng 5 đăng bài viết nói rằng, theo quan sát của giới phân tích trong 2 tháng qua, số lần ông Kim xuất hiện trước công chúng ít đến bất thường, và trong 3 tuần gần đây, truyền thông nhà nước Triều Tiên không đưa tin về việc ông Kim tới dự các sự kiện công khai như trước đó. Theo KCNA, cuộc họp quân ủy thảo luận về các bước quân sự quan trọng và các biện pháp tổ chức và chính trị. Cuộc họp đặt ra những chính sách mới nhằm tăng cường hơn nữa chiến lược răn đe, chiến tranh hạt nhân của đất nước. Hãng Reuters thống kê cho biết, ông Kim xuất hiện công khai 4 lần trong vòng tháng 4 và tháng 5 so với 27 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây không phải là việc bình thường. Chad O'Carroll, COE của Korea Risk Group, tổ chức theo dõi Triều Tiên có trụ sở ở Seoul, viết trên Twitter. Sự vắng mặt của nhà lãnh đạo được cho là 36 tuổi diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên áp đặt các biện pháp chống COVID-19, mặc dù nước này tuyên bố họ không có ca nhiễm COVID. Những đồn đoán dữ dội về sức khỏe của ông Kim dấy lên sau khi ông không tham dự Ngày Ánh Dương hôm 15 tháng 4. Đây được coi là ngày lễ quan trọng hàng đầu của Triều Tiên. Trung Quốc mua lượng lớn cổ phần của hãng hàng không Na Uy. Tờ Breitbart hôm 22 tháng 5 cho biết hãng hàng không của Na Uy Norwegian Air đã vơi đi nỗi lo phá sản với các khoản lớn đầu tư mới, bao gồm một khoản đến từ một công ty thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc, BOC Aviation, một công ty cho thuê máy bay thuộc ngân hàng Trung Quốc, đã mua 12,7% cổ phần của hãng hàng không Norwegian Air của Na Uy. Toàn bộ thỏa thuận mà Na Uy đã thực hiện khi cố gắng cứu hãng hàng không khỏi phá sản, trên thực tế chính là sự tiếp quản hãng hàng không cho những người cho thuê máy bay. Đó là hậu quả của việc này, nhà báo kinh tế Christina Lagerström nói với đài truyền hình Thụy Sĩ SVT hôm 20 tháng 5. Trung Quốc có thể thành lập cơ quan tình báo Hồng Kông. Luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh chuẩn bị đối phó với Hồng Kông có thể được sử dụng để thành lập một cơ quan tình báo nội địa ở Hồng Kông. Reuters dẫn lời ông Lương Chấn Anh, cựu trưởng đặc khu Hồng Kông nói hôm 23 tháng 5. Dự đoán của ông Lương có thể gây lo ngại cho người Hồng Kông và chính phủ phương Tây về việc thực thi pháp luật ở Hồng Kông vốn hoạt động độc lập với hệ thống pháp luật của Trung Quốc và không chịu các áp lực chính trị đến từ các thẩm phán ở Trung Quốc đại lục, giờ đây sẽ được kiểm soát bởi Bắc Kinh.
Washington gọi luật an ninh quốc gia mới là một hồi chuông báo tử cho quyền tự trị của Hồng Kông. Mỹ phản đối Trung Quốc chặn các chuyến bay của Hoa Kỳ. Hãng Reuters đưa tin, vào ngày 22 tháng 5, Washington đã lên án Bắc Kinh về việc các hãng hàng không của Mỹ không được bay đến Trung Quốc và yêu cầu 4 hãng hàng không Trung Quốc nộp lịch trình chuyến bay cho chính phủ Hoa Kỳ. Theo một chỉ thị mà Reuters tiếp cận được cuối ngày 22 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ gọi tình huống là nghiêm trọng bởi vì cả Delta Air Airlines và United Airlines, hai hãng hàng không lớn của Mỹ, đều muốn nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc vào tháng 6. Trong bối cảnh các hãng hàng không Trung Quốc vẫn tiếp tục các chuyến bay tới Mỹ trong đại dịch COVID-19, chỉ thị cho biết các hãng hàng không Trung Quốc bao gồm Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines và Hainan Airlines phải nộp lịch trình và các chi tiết khác của các chuyến bay trước ngày 27 tháng 5. Bộ Giao thông Vận tải tại Mỹ ra tuyên bố cho biết họ phản đối việc giới chức Trung Quốc không cho phép các hãng hàng không Mỹ thực hiện đầy đủ quyền của mình và cạnh tranh công bằng với các đối thủ Trung Quốc. Cựu Thống đốc Anh nói Trung Quốc đã phản bội Hồng Kông. Trung Quốc đã phản bội người dân Hồng Kông, vì vậy phương Tây nên thôi nhún nhường trước Bắc Kinh. Ông Chris Patten, thống đốc cuối cùng của thuộc địa cũ của Anh Hồng Kông cho biết, người dân Hồng Kông đã bị Trung Quốc phản bội. Ông Patten được báo The Times của Anh dẫn lời. Ông nói anh có nghĩa vụ đạo đức, kinh tế và pháp lý đứng lên bênh vực Hồng Kông. Điều chúng ta đang chứng kiến là một chế độ độc tài mới của Trung Quốc, ông Patten nói. Chính phủ Anh nên nói rõ rằng chúng ta đang thấy sự hủy hoại hoàn toàn của tuyên bố chung. Ông Patten nói, phương Tây nên ngừng theo đuổi hứa hẹn hão huyền về những lợi lộc từ Trung Quốc và Anh nên suy nghĩ thấu đáo về sự tham gia của công ty sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei trong mạng 5G của nước này. Nhà lập pháp Ukraine bị bắn chết trong văn phòng của mình. Hãng Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Tereschenko cho biết, một nhà lập pháp Ukraine đã được tìm thấy bị bắn chết trong văn phòng của ông vào hôm 23 tháng 5. Thi thể của nhà lập pháp Valery Davidenko đã được phát hiện với một vết thương chí mạng ở đầu. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Tereschenko viết trong một bài đăng trên Facebook và cho biết cảnh sát và các công tố viên sẽ điều tra nguyên nhân dẫn đến việc nhà lập pháp Davidenko bị bắn chết. Theo Reuters, thi thể của ông Davidenko được phát hiện trong nhà vệ sinh của văn phòng ông. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.